giao đường vành đai số 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã hoàn thành gần 90% khối lượng công việc sau 11 tháng thi công, dự kiến công trình sẽ thông xe vào ngày 30 tháng 12. Sau gần một năm thi công, dự án xây dựng nút giao đường vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, chuẩn bị hoàn thiện. Dự án gồm các hợp phần: đường kết nối trực tiếp cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường Cổ Linh, mở rộng đường vành đai 3 qua khu vực và nhánh Hoa Thị kết nối đường vành đai 3 với đường Cổ Linh và ngược lại. Hợp phần đường kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường Cổ Linh đã cơ bản hoàn thành đào đắp nền đường và đang tiến hành thảm nhựa. Phía đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cơ bản hoàn thiện, hợp phần này khi hoàn thành sẽ giúp các phương tiện lưu thông hướng cầu Vĩnh Tuy, đường Cổ Linh kết nối trực tiếp được với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại thay vì phải đi vòng các đường nhánh như trước đây. Nhánh Hoa Thị kết nối đường vành đai 3 hướng đi Bắc Ninh với đường Cổ Linh và ngược lại cũng đã cơ bản hoàn thành nền đường, chuẩn bị được thảm lớp nhựa. Hợp phần mở rộng đường vành đai 3 cơ bản đã thi công đến lớp bê tông nhựa, hiện còn một đơn nguyên đường vành đai 3 hướng quốc lộ 5, cầu Thanh Trì đang được gấp rút thi công nền, mặt đường. Sau khi hoàn thành, đường vành đai 3 qua khu vực sẽ rộng thêm 26 mét. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố Hà Nội. Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, đến nay dự án đã hoàn thành gần 90% khối lượng thi công.